Lời Chúa theo Thánh Luca, chương 9, câu 28 đến câu 36. Khoảng 8 ngày sau khi nói những lời ấy, Đức Giêsu lên núi cầu nguyện, đem theo các ông Phêrô, Gioan và Gia-cô-bê. Đang lúc người cầu nguyện, dung mạo người bỗng đổi khác, y phục người trở nên trắng tinh chói lòa. Và kìa, có hai nhân vật đàm đạo với người. Đó là ông Môsê và ông Ê-li-a. Hai vị hiện ra, rạng ngời vinh hiển, và nói về cuộc xuất hành người sắp hoàn thành tại Jerusalem. Còn ông Phêrô và đồng bạn thì ngủ mê mệt. Nhưng khi tỉnh hẳn, các ông nhìn thấy vinh quang của Đức Giêsu và hai nhân vật đứng bên người. Đang lúc hai vị này từ biệt Đức Giêsu, ông Phêrô thưa với người rằng: Thưa thầy, chúng con ở đây thật là hay. Chúng con xin dựng ba cái lều, một cho thầy, một cho ông Môsê và một cho ông Ê-li-a. Ông không biết mình đang nói gì. Ông còn đang nói thì bỗng có một đám mây bao phủ các ông. Khi thấy mình vào trong đám mây, các ông hoảng sợ. Và từ đám mây có tiếng phán rằng: Đây là con ta, người đã được ta tuyển chọn, hãy vâng nghe lời người. Tiếng phán vừa dứt thì chỉ còn thấy một mình Đức Giêsu, còn các môn đệ thì nín thinh. Và trong những ngày ấy, các ông không kể lại cho ai biết gì cả về những điều mình đã thấy. Quý vị và các bạn thân mến, đang lúc người cầu nguyện, dung mạo người bỗng đổi khác. Chúa Giêsu đã tỏ vinh quang Thiên Chúa cho ba môn đệ yêu dấu đang lúc cầu nguyện. Dung mạo người bỗng đổi khác, y phục người trở nên trắng tinh chói lòa. Qua việc biến hình đầy vinh quang, Chúa Giêsu củng cố đức tin cho các môn đệ vào người. Người chính là con yêu dấu của Thiên Chúa, là đấng thiên sai. Như tiếng Chúa Cha phán: Đây là con ta yêu dấu, các ngươi hãy nghe lời người. Chúng ta cũng ước ao được thấy vinh quang Thiên Chúa và được biến đổi nên thánh. Điều này chỉ trở nên hữu hiệu khi con người biết lắng nghe và thực hiện thánh ý Thiên Chúa. Đây chính là trọng tâm của đời sống cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, Chúa là con yêu dấu của Chúa Cha, vì Chúa luôn kết hợp với Chúa Cha và vâng theo ý Chúa Cha trọn vẹn. Xin cho chúng con luôn biết kết hợp với Thiên Chúa trong cầu nguyện, trong việc lắng nghe và thực hành lời Chúa, để đức tin chúng con thêm vững mạnh và cuộc sống chúng con cũng được biến đổi nên thánh mỗi ngày. Amen.